Con đang cầm gì vậy? Con cầm quà cho ba hả? Kệ đàn với lại Suen cầm quà tặng cho ba ba. Dạ đàn, đàn lấy ra con. Bonne fête papa. Mais non, donne à papa, c'est papa qui va ouvrir. C'est papa. Merci. Oh. C'est les mêmes mamans. Alors attends, faut pas que je l'abîme moi l'enveloppe. Je vais l'ouvrir bien. J'arrive. Attends. Il y a pas moi là. Dans ces cas, il y a pas moi. Allez, on peut quand même. C'est différent. Oh. Món quà của Soen tặng cho papa. Il y a même papa. Đẹp quá ta ơi. Ôi tôi quên. Papa. Waouh. Ça, c'est quoi ça, pompier? C'est Soen le pompier. Soen. Tu peux lire? Soen, tu sais ce qui a marqué? Attention, la fête. Est-ce que tu sais ce qui a marqué? Oui, papa, vous voulez pour ta fête un fibre cadeau. Non, pas un cadeau pour la fête, mais non, mon amour, c'est bien plus beau. Oh. Merci, mon bébé, tu fais un bisou. Này là hôm trước nó đi cam nhông pung chi nè. Mấy anh chữa lửa. C'est marrant avec ça. Il y a les barres jaunes là. Oui. Ah, mais c'est où? La cour? Non. Si. Si, si, on dirait, oui. Si, c'est la cour de l'Éden. Okay. Pour faire les vélos. Ah, c'est pour faire les vélos. Papa. C'est beau. C'est très joli. Papa, c'est quoi ça? Ah, c'est un truc de rugby. Oui. Mais ouais. Bah, Eden, tu peux donner ton cadeau maintenant. C'est très mignon, mon chéri. Oh, moi, bonne fête, papa. Bonne fête, papa. Eden, không được vui, không được khỏe. Thôi, con chừng té đây nè. Non. Eden, đừng có la con. Eden. Assieds-toi sur moi. Avec de la mousse à raser, c'est ce que je t'avais dit. Thằng này nó mở quà của người đèn ra, hai đứa nó khóc sùm hết trơn, thằng kia nó la lên, còn thằng này đòi mở quà của người ta mới chịu. Chị mở rồi. Wow, c'est magnifique ce qu'on fait avec la mousse à raser. Ah bon, c'est avec la mousse à raser? Le deuxième poème, je le connais pas trop par cœur, j'ai compris. Jour de fête. Ce jour est pour toi. Alors je t'offre un peu de magie, un bouquet de merci, un grain de folie, un soupçon de poésie et un instant de vie, sans oublier des bisous par milliers. Bonne fête, papa. C'est joli. C'est très beau. C'est très très beau. Mais c'est le dessin d'Eden. Không cho mở quà khóc. Oh, ça fait caca. Oh. Magnifique, mon chéri. Et pas fini. Et c'est pas fini. Chưa có hết, còn cái gì nữa? Ah, c'est pour congeler. Tu veux que je prenne? Vas-y, prends-le. Tu peux prendre comme ça. Et tu sais? Et là, c'est pour mettre la photo. Je le sais. Parce que je sais que ça, c'est pour mettre des photos, ça. C'est beau, ça. Normalement, il faut la glisser, je ne sais pas trop comment. Non, le devant, plutôt devant. Comme? Oui, comme ça. Genre, comme ça. Attention, avec là, le stylo quand tu penches. Sinon, ça va enfoncer dans le... Et ça, c'est toi qui as fait le cœur, ça, Eden? Non, c'est maîtresse. Oh, c'est maîtresse. C'est avec la pâte moulée. C'est... Non, c'est pas trop avec la pâte à moulée. Pâte à sel. Hein? Pâte à sel. Je sais pas. Je crois que ça s'appelle la pâte à sel. ça va l'abîmer un peu la pâte. Yeah, I don't peut-être je vais en mettre une autre tongue ici. Parce que là, ça va la plier. Si ah ouais? Ouais. Je vais en mettre une plus petite là. Je peux mettre une photo d'Eden là. Une petite, parce que sinon là ça la plie. Pour l'instant tu poses. Pose la photo devant. Non. Oui. Comme ça. Voilà.
Oui, mon chéri. Trang xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trang Lê và Cuộc Sống Pháp nha. Trang sẽ hái thu hoạch mấy cái trái này nè cả nhà. Trái này gọi là cô dây nè. Trời, hôm nay là lâu lắm mà nó chín đó mà Trang không thu hoạch đó. Rồi thấy chim nó lại nó ăn luôn. Này nó nhiều, nó trốn trong này nè. Nó trốn trong này nè, mà cái trái nè. Này nè, Trang quay lại cho cả nhà xem nè. Đó, nhà thấy không? Trang hôm nay Trang đi chợ, Trang thấy trong siêu thị nó bán 1 ký là 30 mấy euro. Rồi tính ra cả 900 ngàn tiền Việt Nam hả? 900 ngàn, 900... Ừ. 30 mấy euro 1 ký. Nó một hộp chỉ có mấy trăm gram mà 3-4 đồng cả nhà. Mà nó nhìn không có ngon bằng của cái cây của Trang đó nha. Cái trái nó đỏ, còn cái của Trang là đỏ 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 mà như là đỏ, đỏ đen luôn mà nó ngon á. Đó. Thì nên là bây giờ ở Trang vội ra đây Trang hái. Thế là thấy người ta bán đắt quá mà của mình á, nó ra nhiều như vậy mà mình không hái nên là Trang ra đây Trang hái liền. Trang ở đây nó lại nó ăn mấy cái trái mấy con chim nó lại nó tha mấy cái trái trái gì nè, blueberry của Trang hết trơn, nó ăn hết trơn rồi cả nhà ơi. Ấm gà ở đây nè, Trang không có muốn hái, giờ đợi thôi, đợi bữa nào Trang quay rồi Trang hái luôn thu hoạch trái cây cho cả nhà xem. Không hái cho hai đứa nhỏ ăn, chim ăn hết trơn. Nó hôm nay là Trang vội, Trang đi ra đây Trang hái liền luôn nè. Đây cả nhà, Trang để cái điện thoại xuống, Trang hái cho nó dễ. Cái này nó chùm chùm ở trong này nè, hơi khó hái. Trời ơi, cái này không ăn thì cũng làm mứt á, hoặc là làm siro cũng được. Nó tiếng quá tiếng. Thấy mấy con kiến không biết nó có nẻ không mình không à. Kiến bự, kiến đen chẳng không cắn đâu. Cái rồi nó leo lên người Trang à. Nguyên ổ kiến trong này nè. Nè cả nhà. Đây nè cả nhà, hái cái tí xíu cũng được cái đống nè. Không mà không ăn tươi thì làm mứt ăn cũng ngon đó. Tại này nó chua ngọt mà nó ngon á. Mẹ đền thích lắm. Mẹ đền cái gì nó cũng thích đó, đó. Trái cây cái gì nó cũng thích. Nè cả nhà, Trang hái được nhiều nè. Hái cái này á, nó cái này nó đắt á là tại vì tiền công người ta. Tiền công nó mướn người hái cho cả nhà, hái này mệt. Tại nó nhỏ nhỏ mấy cái lá nó che là khó hái. Để cái Trang đem đi cân thử coi hái được bao nhiêu nha. Đấy. Được bao nhiêu nha? Ồ. 400 gram. 423 gram. Mà 100 gram á ở 1 ký ở chợ nó bán là 31 đồng. Ha, 400 gram là cũng mười mấy đồng ơi. Mười mấy đồng, mười mấy euro cả nhà. 12, 13 đồng hả? Nhiêu đi. Chắc không có làm này rửa lên chơi đèn với Soen ăn. Nhìn cái trái nó ngon ha. Cái này làm bánh trang trí đẹp lắm. Bên này họ hay có lấy cái này để trang trí trên bánh nè. Ăn thì nó chua chua ngọt ngọt. Có mấy trái, nhầm mấy trái nó cũng ngọt lắm. Nó chín quá, chín mà này nó chín dai lâu rồi đó. Này nó chín này là 3 tuần, 2-3 tuần rồi đó. Mà vẫn còn hái, vẫn còn hái được nè, nhà thấy không? Mà để trong tủ lạnh để hoài luôn không hư luôn á. Hái chừng để chừng 2 tuần lễ nó cũng không hư nữa cả nhà. Trái này á bảo quản được lâu á. Giữ để tủ lạnh á nhanh. Đó, lâu hư. Chắc có nhiều vitamin, để Trang lên mạng coi nó có nhiều vitamin. Cô chú khỏe không? Nè, cô chú. Nó nói đàng hoàng, thôi nghĩ chắc ăn con phi chiều luôn. Cô chú khỏe không? Cô chú khỏe không? Nó nói đàng hoàng lại, cô chú khỏe không? Cô chú khỏe không? Cả nhà, Trang đang làm mứt, mứt cái trái hồi nãy Trang hái đó. Hái ra là mứt rồi xay ra, Trang bỏ hộp vậy nè. Rồi sao anh con làm sao đâu? Sao anh tự giờ nó liếm cái này, cả nhà kìa, liếm rồi nó cái lưỡi dài kìa chị. Ngon không? À, ngon lắm cô chú ơi, chú lèm á, ngon gì đâu. Liếm nữa. Té với chị Hận nè, bước xuống. Chua lẹ mà, cái này Trang đâu bỏ đường, cái này mới bỏ đường nè. Cái này nè, tao nó quậy tới khi nào không còn bọt nữa. Mấy người
Tại vì ông xã Trang không thích ăn hộp nên là lừa Trang lột nó ra, bỏ đường vô, đường với lại cái nước cái đó thôi, làm mất. Quậy thế nào hết bột, biết thế nào hết bọt ra. Cái này Trang làm là lần đầu tiên Trang làm. Cái nhà Trang nghĩ cái đây là Sego chứ đâu còn là mứt nữa đâu, cái nhà thấy không? Không biết nó có cứng lại không chứ là bây giờ nó là Sego. Cái nước nó lỏng vậy nè, mà nó thơm, ngon. Để đường cho nó chua ngọt, thơm. Cái nhà Trang mới bỏ vào cái hũ, bỏ vào cái hũ này, đậy nó lại rồi mình úp nó lại. Sao anh muốn uống này hả? Con lại con lấy cái ca đi, lấy cái ca lại đây, lấy cái ca lại mà cho con uống. Cái ca con đâu? Lại lấy cái ca lại đây, mẹ đổ qua cho con uống. Lấy cái ca con á, gốc ly á. Ôi đi lấy, đằng kia kìa cái ca con trên bàn kìa, lấy. Sau khi để nguội á thì cái mứt nó đông lại như vậy nè cả nhà, và ăn rất là ngon luôn. Thì Trang làm cũng thành công rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video nha. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, tốt lành, và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.